Linh à. À, như cái buổi nói chuyện vừa rồi của anh em mình, tôi nhớ có một câu phản ứng. Tôi nói là có hai cái ví dụ trong cuộc sống của tôi khi ông Thượng úy Ngọc Phỉ viết là tôi nói là chủng úy và lấy ngón tay để mà lăn dấu tay đó. Thì đó là một cái ví dụ mà tôi có ví von với anh là tôi không nói họ vô học, nhưng mà có thể họ ít học. Và ít học không phải là điều xấu hay là điều tốt, nhưng mà ít học thì có triển vọng trong cái cuộc sống và trong cái hành xử và trong cái nhân sinh quán, có những cái phản ứng nó không được có học lắm. Thì cái Thì chuyện đó chuyện đương cái đó là cái điều mà cả thế giới đang nhìn xem và họ sẽ evaluate dạ đúng như vậy, cái sự đúng. phản ứng của Hà Nội như thế nào. Dạ thưa, những người Việt Nam cần phải nhìn thấy và tìm cái giải pháp cho mình, phải tìm giải pháp để mà đáp ứng cái quyền lợi một cách công bằng với nhau, áp dụng pháp lý, áp dụng hiến pháp, hay là tìm một giải pháp để mà hạ cánh an toàn, để trả lại cái quyền dân tộc tự quyết cho dân Việt Nam. Tôi không biết, cái đó là những cái câu hỏi tôi với anh. Cái giải pháp á, của Việt Cộng là nó chỉ có một giải pháp duy nhất. Xin lỗi, là toàn trị và cai trị đất nước thôi, không có hòa giải hòa hợp gì cả. Mà ông cũng không cần quan tâm với vấn đề kinh tế của Việt Cộng, mà nếu mà nó lộn xộn thì nó lại là nguy hiểm cho kinh tế. Chúng ta cần phải nền kinh tế của cộng sản cai trị hiện nay nó suy sụp sụp đổ hoàn toàn, thì người dân mới đứng lên để chống lại chế độ. Nếu mà người dân còn có một chút hơi thở mà tự thoải mái một tí đó, thì đừng bao giờ tin tưởng và chờ đợi người dân trong nước Việt Nam để đứng lên và lật đổ chế độ cộng sản cả. Thực tế hiện nay đó là đảng cộng sản nó phải cần một nền kinh tế kiệt quệ toàn diện, thì người dân trong nước càng khó khăn thì họ phải đứng lên để cứu lấy chính họ. Thực sự Là nhà nước Việt Nam đã giải quyết sự bạo động, sự vung lên bạo động bằng vũ lực và bạo động. Và những cái dữ liệu vừa rồi trên hệ thống truyền thông mạng, vì đó nè ông ơi, ông đừng có gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam nó cai trị đất nước là nhà nước nữa, chấm dứt cái đó là điều thứ nhất, cái đó là sai rồi, không có đúng. Nó không phải là nhà nước nó đại diện cho dân đâu, đó là Đảng Cộng sản nó dựng lên. Còn như cục ở trong nước mà bạo động toàn là những cái tin tức truyền thông của Đảng Cộng sản đó đưa ra mà thôi. Tất nhiên là đưa ra cái gì nó có kiểm duyệt có lợi cho nó, chớ có vội mà tin. Ở trong đất nước Việt Nam á, không có thể nào mà có những cái người mà một số đông như vậy mà mặc đồ lính, rồi có cả sĩ quân xa để mà đi vô những cái cơ quan của Đảng Cộng sản mà đánh giá. Điều đó là không có, điều đó là không có rồi nha. Thứ nhất là những người thiểu số đó, nó gọi là phun rô, là đã tận diệt từ lâu rồi, không có đủ lực lượng. Cái điều đó cộng sản nói tại sao nó phải dựng lên như vậy, nó dựng lên như vậy để mà nó gán kết cái khu vực đó, những người dân ở đó là chứa chấp những cái người bạo động phá hoại đất nước, dùng bạo lực để lật đổ chính quyền và giết người cướp của, để nó bôi xấu cái đó chi, để nó có cơ hội để nó đàn áp và tiêu diệt những người mà chống lại nó khi nó cướp đất đai của người ta. Bây giờ nó muốn cướp dễ dàng hơn là nó có quyền tịch thu mạnh hơn nữa, và nó gán cái nhãn cho những người đó là những người bạo động bạo lực cướp bóc bất hợp pháp mà không thể chấp nhận được. đó là duy nhất. Thì chúng ta thấy rằng là nhà nước Việt Nam đã sử dụng những cái phản ứng để mà bình bình yên lại cái vấn đề khủng bố bằng những cái phản ứng còn hơn cả khủng bố, còn hơn cả khủng bố nữa. Thì như vậy rõ ràng là chảo dầu đang nóng, đang ấm. Nè ông Nguyễn Đại Ngữ, bất cứ một quốc gia nào mà người dân ở trong nước hoặc là ở bên ngoài xâm nhập vào, dùng bạo lực và vũ khí giết người
và tấn công có quân xa thì chính phủ hoặc là tà quyền nó cũng phải tự vệ để nó làm. Điều đó là điều bình thường. Một chính phủ bình thường còn phải tiêu diệt những cái đó, huống chi mà tà quyền thì nó dư sức nó làm cái đó rồi. Nhắc lại ông, đây là một cái sự dàn xếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó có chủ trương, có kế hoạch đàng hoàng, tuyên truyền. Những người đấu tranh như ông, những cái tổ chức lớn như vậy mà rất là mơ hồ. Những cái người dân bình thường thì tôi không nói, nhưng mà mấy ông ở tổ chức lớn, Mặt trận dân tộc, mà lại nói có những cái nhận định như vậy, thật là kém cỏi. Từ từ nóng lên, nhưng mà vô hình chung nhà nước Việt Nam đã đốt củi để làm cho chờ giờ chảo dầu nó nóng hơn và sôi lên. Và khi sôi lên thì với tư cách của Liên minh Dân tộc Việt Nam, với tư cách cá nhân của tôi không thể nói rằng là ô, các anh, các mặt trận ở trong nước, các anh phải như vậy, phải như thế kia. Tại vì tôi không có bơi trong cái chảo dầu sôi đó, thưa anh. Và họ được quyền có phản ứng. Là tại vì sao? Phản ứng của họ là phản ứng của công dân Việt Nam. Chúng ta là con dân Việt Nam thôi, thưa anh nào. Chúng ta là con dân Việt Nam. Chúng ta có cái giới hạn để yểm trợ cho anh em của mình trong nước, những công dân Việt Nam. Nhưng mà công dân Việt Nam họ sống trên chảo dầu, đang bơi lội trong chảo dầu, thì tôi không có dám dạy đời hay là như là một nhà chính trị gia hay là gì đó để mà yểm trợ, để mà khuyên họ phải như thế này thế nọ. Là tại vì tôi nhìn lại quá khứ của tôi, năm 1976 tôi rất là phẫn uất, và chúng tôi sẵn sàng để làm bất cứ những cái công việc nào, dù bạo động hay không bạo động đó. Và cái lãng mạn đó, dân kinh mình có cái lãng mạn của dân kinh mình, và người dân tộc tôi có lãng mạn của người dân tộc. Thành ra tiếc rằng là nhà nước Việt Nam đã không thấy được cái tế nhị đó, và chỉ trên đà thừa thắng xông lên để mà mình bỏ hai chữ ngoặc kép này, lấn đất giành dân. Cái đó thì anh em quá rành rồi, phải không ạ? Thì sau khi mình nghe ông Nguyễn Đại Ngữ thì mình cũng biết ông ta giới thiệu ông theo nhiều tổ chức, và ông đây hiện nay cũng nằm trong cán bộ cao cấp của Đảng Dân tộc do Nguyễn Hữu Chánh sáng lập hay là chỉ huy gì đó cầm đầu đó. Thì Cộng sản Việt Nam nó không phải là lấn đất giành dân như hồi xưa nữa, mà nó đã có kế hoạch sẵn rồi để nó cướp đất của người dân Tây Nguyên, nó đem đa số người dân miền Bắc vô để tranh đồng hóa và nó cướp lấy đất đai của người ta. Thì đây đó, theo cái nhận định của tôi đó, tôi suy nghĩ có đúng hay sai, đây là cuộc dàn xếp do Đảng Cộng sản nó dàn xếp ra chi để nó áp đặt lên những người dân thiểu số ở Tây Nguyên đó là bạo động, có những vũ trang, lực lượng vũ trang chống lại nó, mà nó gọi là FUNRO. Tổ chức FUNRO là nó đã tận diệt 20 năm trước, quý vị còn nhớ chạy qua Campuchia không? Đối rách nữa thì đó là trên 20 năm nó không còn nữa rồi. Đây là chủ trương của Đảng Cộng sản để nó cướp lấy cái mảnh đất của những người dân tộc đó. Những người đó là gì? Họ đeo đạo Tin Lành, thì nó ảnh hưởng có cái niềm tin tôn giáo. Chứ không phải là phải chờ Cộng sản nó có cái giải pháp mà là hòa đồng với mọi sắc tộc đó, là cái lời nó không có đúng. Đã chính Đảng Cộng sản á, hiện nay nó cai trị đất nước Việt Nam á, những cán bộ của Đảng Cộng sản miền Nam đó phải dưới cái sự chỉ huy của cán bộ Đảng Cộng sản miền Bắc. Thí dụ như là anh ở miền Nam thì chủ tịch, thì anh kia sẽ là tổng bí thư, cũng như Sài Gòn vậy. Miền Nam thì nó gọi là chủ tịch thành phố, thì cái tổng bí thư là gì? Cái người miền Bắc hoặc là rất là thân với miền Bắc, lúc nào nó cũng kiểm soát hết, nó không có tin tưởng những cái người ở miền Nam. Thì từ cái chỗ mà 75% dân số là dân nội địa, đổi một cái rầm qua là bây giờ 75% là dân nhập cư, thì cái tình trạng tâm lý bắt buộc phải có sự bất ổn, và bắt buộc phải có cảm thấy là bị lấn chiếm. Nếu không có nhà nước, không có một Việt Nam không có một kế hoạch nào đó
Đó là kế hoạch của Đảng Cộng sản, nó đã có kế hoạch rồi. 48 năm qua, cái thời mà nó mới vô năm 75 thì nó đã tràn lên Tây Nguyên rồi, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà bây giờ làm sao để mà tới tận diệt đó, để nó cướp đất những cái người dân mà còn lại, cái đất đã lấy rồi, bây giờ còn lại những người dân miền núi đó còn lại là nó muốn lấy hết luôn. Đó là chủ trương của Đảng Cộng sản, nó đưa người miền Bắc vô, và những cán bộ, những cái thành phần thế lực của nó, cũng như là tư bản đỏ của nó để đi vô chi, nó chiếm những cái đất đó. À, mình là một người lãnh đạo của một tổ chức Việt, Đảng Dân Tộc, nhưng mà cái sự nhận định của mấy ông thật là vớ vẩn. Đảng Cộng sản không thể gọi nó là nhà nước hoặc là chính quyền, nó là tà quyền chứ không ai là chính quyền. Chính quyền thì ông còn đi đấu tranh làm gì nữa, chính quyền là người dân bầu lên, có lá phiếu của người dân. Đó là tà quyền, nó cướp lấy độc đảng, nó cai trị. Thành ra với vị trí nhìn của Liên minh Dân tộc Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng, thưa anh Nam, phải có một giải pháp. Và riêng về Liên minh Dân tộc Việt Nam thì yểm trợ cho một cái giải pháp là tìm một cái phương thức giải quyết xã hội trên căn bản tôn trọng hiến pháp của Việt Nam, và chứ không phải là hiến pháp Việt Nam và những cái luật pháp quốc tế mà tôi không thì ông Nguyễn đại ngữ này, ông nói cái hiến pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là người dân lựa chọn cho Đảng Cộng sản nó thành lập ra, mà giờ cái Đảng Dân tộc của ông lại tôn trọng cái hiến pháp của Đảng Cộng sản, điều đó là nó thật là vô lý. Thì cái tôn trọng cái hiến pháp của Đảng Cộng sản điều 4 nó là gì? Độc đảng. Cái độc đảng nó là có công thì nó có quyền cai trị thôi, không có một cái tổ chức nào mà đi vô trong đó được hết. Điều 4 hiến pháp ông phải chấp nhận điều 4 hiến pháp thì ông mới tôn trọng cái hiến pháp của Cộng sản. Không xa lạ gì đối với nhà nước Việt Nam, vì họ là thành viên của Liên Hợp Quốc, họ phải tôn trọng cái Declaration 1948 của Liên Hợp Quốc. Ông rất là thơ ngay, Đảng Cộng sản mà tôn trọng của Liên Hợp Quốc, ông đến ngay bây giờ ông còn nói cái điều thơ ngay. Trong 48 năm ông đã thoát ra khỏi Việt Nam. Đảng Cộng sản nó có tôn trọng cái gì của Liên Hợp Quốc cả, và cái hiến chương của Liên Hợp Quốc nó không có giá trị gì trên thế giới cả. Đó là một cái hình thức của những cái tên mà ví dụ là những cái tên Nga, Tàu, Pháp, Anh và Mỹ để nó cai trị thôi, cho thật sự ra các nước nhỏ không có quyền hạn gì cả. Quý vị ông cũng biết là Việt Cộng ra đấy, hiện nay là nó nằm trong cái tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc, nó đại diện trong đó, mà Việt Nam nó xí cái điều đó ra, nó không cần biết thì Liên Hợp Quốc có làm gì, có bảo đảm cho nó không? Luật Minsky của Mỹ nó có sợ không? Không. Rồi cái luật mà về kinh tế Âu Châu là cỡ 6 năm trước đó, mấy năm trước đó thì kinh tế Âu Châu có sự ràng buộc, có áp dụng được không? Cộng sản nó coi không ra gì hết. Mấy ông là có cái chủ trương bây giờ là hà hòa hợp hòa giải để cho Cộng sản nó đưa cho mấy ông một vài ghế trong đó để làm tay sai công cụ cho Đảng Cộng sản mà thôi. Rồi những điều trong điều 25, điều 27 của Hiến pháp Việt Nam xác định rất rõ ràng. Mọi người dân được quyền tham chính, mọi người dân được quyền ứng cử, bầu cử. Phải không thưa anh em? Chúng tôi chỉ kêu gọi. Nè, ông Nguyễn Nghệ Ngữ, ông có nằm mơ hay không? Điều 25 nó cho người dân được quyền thành lập hội, nhưng mà nó có nhiều sắc lệnh. Cái hiến pháp của nó thì nó, cái sắc lệnh nó nằm trên, thì nó đưa là 331 này, 88 này, nó có rất là nhiều sắc lệnh để mà nó hạn chế. Và cái điều 25 đó thì nó bị đè bẹp bởi cái điều 4 hiến pháp rồi. Ông có đọc hiến pháp của Đảng Cộng sản hay không? Ông có hiểu được hay không? Mà kể cả cả cái hiến pháp của Đảng Cộng sản thì nó đã không hợp lệ. Tại vì nó tự đặt ra để nó cai trị đất nước Việt Nam, mà những cái tổ chức của ông chấp nhận cái điều 4 hiến pháp cũng như là cái hiến pháp của Đảng Cộng sản. Đây là một hình thức nối gối gối giáo cho giặc để làm công cụ hình nộm cho giặc. Đó. Nhưng mà điều này quan trọng cho anh em. Đó là vị trí chính trị của Liên minh Dân tộc Việt Nam. Nhưng mà không có nghĩa rằng một cái mặt trận, một tập thể nào đó ở trong nước họ sống, họ đứng, họ đang bơi lội trong cái chảo dầu nóng đó.
thì tôi, Liên minh Dân tộc Việt Nam, anh Nam, tất cả mọi người chúng ta không được quyền cấm họ phải tìm mọi cách để vượt ra khỏi cái chảo dầu đó. À, cái liên minh dân tộc, ông tự đặt cái liên minh dân tộc, có phải là cái liên minh dân tộc này để liên minh cho Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước hiện nay hay không? Còn những tổ chức trong nước á, là họ độc lập, hoặc là những người dân trong nước họ là tự riêng biệt, nó không, không, ông khỏi cần nhắc cái vấn đề đó. Rồi không có cấm cản mà không có cho phép gì đó là quyền của họ để đứng lên để đấu tranh trong nước. Và tất cả những cuộc đấu tranh hiện nay cần thiết là những người trong nước là những người chính. Chúng ta là những người ở hải ngoại chỉ là phụ mà thuộc mà thôi. Chúng ta không được quyền đó. Nhưng ở cái phạm trù của mình, chúng ta được quyền vận động trong khả năng pháp lý của mình. Thưa anh, nhưng mà pháp lý của ông là ai? Cái pháp lý của ông có cái gì mà gọi là pháp lý của ông, của tổ chức của ông? Ông chả có cái pháp lý nào cả. Ông có chấp nhận cái điều 4 hiến pháp của Cộng sản rồi còn gì nữa mà pháp lý? Đó là cách anh nói. Dạ. Đó là quan điểm của anh. Đảng Cộng sản Việt Nam á, nó không phải là em bé tập nói. Nó rất là tinh khôn. Nó cai trị đất nước Việt Nam toàn cõi. Đất nước Việt Nam 48 năm qua. Những người có học cũng chưa chắc là khôn. Nhưng mà đó thằng Cộng sản đó là tinh khôn, tinh ranh, nó tinh khôn. Chứ không phải là nó ngu. Bởi vậy nó mới thắng và nó mới cai trị đất nước Việt Nam 48 năm qua, trong lúc từ cái nền kinh tế kiệt quệ và nó tùy theo tùy cơ ứng biến mà nó xoay chuyển theo tình thế mà nó đã tồn tại đến ngày nay. Và những cái lực lượng đấu tranh từ thập niên 1980 ở đây, hồi đó là rất là mạnh những người lực lượng đấu tranh chống cộng, và chúng ta đi đến con đường gần như bế tắc hiện nay, càng ngày càng yếu dần và bị cô lập. Và những giới trẻ hiện nay ở hải ngoại thì càng ngày nó xa rời những cái đấu tranh. Có nhưng mà rất là ít. Họ chỉ lo cho bản thân, tại sao? Vì những cái phụ huynh, cha mẹ của họ đi qua đây không quan tâm về vấn đề mà tự do dân chủ, mà họ muốn khuyến khích con cái của họ để học, để lấy những mảnh bằng, làm ra có nhiều tiền, thành công trong vấn đề kinh tế và nó lao vào cuộc sống. Vì đó nó xa rời. Đảng Cộng sản hiện nay nó đưa những du sinh của nó qua đây, nó có những chi bộ, có đoàn nằm và có huấn luyện và nó có tài chánh. Càng ngày nó càng mạnh hơn, đó là một cái sự đau buồn của đất nước Việt Nam hiện nay và đặc biệt là cộng đồng hải ngoại của chúng ta. Những người làm chính trị ở hải ngoại dựa vào lá cờ cũng như là thể chế tự do của quân lực Việt Nam Cộng hòa, nước Việt Nam Cộng hòa. Nhưng ngày nay hầu hết Nam Bắc California, mình không nói hết, đặc biệt là Nam California là một cái hệ thống chính trị ở dưới đó đã tan rã với cái gọi là dân cử Việt Nam, đã gần gũi với những người đi về làm ăn ở Việt Nam và bảo vệ những người đó để có những cái số tiền mà những người đó ủng hộ và họ quyết tâm bảo vệ. Thành ra có cái cộng đồng Việt Nam ở Nam Cali nó chia rẽ rất là nặng nề, ở Bắc Cali không có nhưng mà ít. Rất là nặng nề, đó là một cái tệ nạn của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, đặc biệt là cái thủ phủ của thành phố Westminster là một cái thủ phủ gọi là chống cộng, và cái tỷ số người Việt Nam phần trăm ở đó nhiều nhất trong một thành phố. Và những người đó hiện nay là gì? Cũng như những cái tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh đã từ lâu, cũng như ông Đào Minh Quân, đó là những tổ chức, quý vị cứ suy nghĩ đi. Trong quá trình đó thì tôi có những cái video mà cái tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh, chính người ở trong đó, để mà nói ra từ những cái gì trong đó. Và tôi có ở đây, và có cái người mượn chưa có trả, thì có một ngày nào đó tôi lấy lại được. Thì tôi sẽ đưa lên những cái tổ chức đó làm gì, và có những hành động gì, mơ tưởng như thế nào. Thật sự nó không có thực lực, chỉ nói mà thôi, chứ không có đúng. Dưới một cái ông này, ông Nguyễn Đại Ngữ là một người cán bộ cao cấp, mà cái nhận thức chính trị non nớt như vậy, thì tôi nghĩ những cái người mà đảng viên hoặc là đảng dân tộc của ông thì như thế nào? Thì rất là cái sự yếu kém để mà làm cho đồng bào cộng đồng ở hải ngoại cũng như trong nước hiểu lầm về những cái tổ chức mà chỉ nói mà không có thực lực.
Thì đây là cái đám dân cử mà có ông Bùi Mạnh Cường là một người vận động chính trị cho ông Trần Thái Văn, rồi ông Nguyễn Quốc Lân cũng như là ông Charlie Mạnh Chí đang ở đứng lại ông Triều Phát đó. Rồi ông Nguyễn Mạnh Cường này là nhà vận động chính trị dòng chính. Rồi đây là ông Nguyễn Mạnh Cường đã đi về Việt Nam ngồi với lại một người liên hệ với Cộng sản. Đó, rồi ông có tặng mấy hình và có thư từ qua lại cảm ơn. Đây là cái hình ảnh ông Bùi Mạnh Cường vận động cho ông Tạ Đức Trí trong dân biểu là tiểu bang. Còn đây là cái ông Triều Phát đó, ông đây là ở bên Việt Nam nè. Đó là ông có cái khu xây dựng gọi là Vinhome Group. Đây là một ông này có liên hệ với Đảng Cộng sản và Bùi Mạnh Cường ở 3 tháng. Đây là những cái người mà liên hệ đây ở thành phố Westminster đây. Và bây giờ ông Tạ Đức Trí lên làm dân biểu liên bang đó, đã có cái sự liên hệ những cái người chính trị gia mà liên hệ những cái người mà làm lợi cho cộng sản hoạt động, đặc biệt là ông Bùi Mạnh Cường, là ông Ngô Kỷ đưa ra những cái bằng chứng có hình ảnh